Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi chiều ngày 8 tháng 5 năm 2021. Và trong video clip ngày hôm nay thì đơn vị Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc xin trân trọng được giới thiệu đến quý vị một sản phẩm tủ rượu cong bằng chất liệu gỗ hừng đá làm phi. Hàng có kích thước chiều dài là 2m, chiều cao từ đất lên đỉnh trương là cao 2m3 và sâu mặt là 47 phân, và thiết kế gồm có 4 cánh đục tích tứ quý, tùng cúc trúc mai tượng trưng cho 4 mùa thịnh vượng, và ván cánh là ván liền dày 3 phân, hàng siêu vip đục te và là hàng thừa. Và bên trên thì có 2 ngăn kéo đục quả dưa con sóc và lá nho. Và thiết kế của sản phẩm gồm có 2 cục, cục trên là phần cục kính và phần bên dưới là phần cánh đục. Và sản phẩm ngày hôm nay thì cơ sở chúng tôi hoàn thiện theo đơn hàng của gia đình nhà anh Triều đến từ Ba Vì, Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Và thông tin chi tiết về sản phẩm nếu quý vị đã quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên cơ sở chúng tôi, và sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành công bố báo giá công khai để quý vị có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và đây là cái sản phẩm hàng đặt theo yêu cầu, hàng siêu vip đục te và là hàng cực kỳ là dày bằng chất liệu gỗ hừng đá làm phi, và thiết kế gồm có 4 cánh đục tích tứ quý, tùng cúc trúc mai tượng trưng cho 4 mùa thịnh vượng. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị có thể chiêm ngưỡng cái khả năng đục chạm cũng như là đường nét chi tiết của sản phẩm. Và toàn bộ ván cánh thì chúng tôi làm với độ dày là 3 phân quý vị nhé, và tích đục sâu là 2,2 phân, đục tích là tứ quý, tùng cúc trúc mai tượng trưng cho 4 mùa thịnh vượng. Và tất cả chi tiết đục chạm thì được chúng tôi đã đục te, nó đục thủ công với nhẹ bằng te. Và với những cái sản phẩm tủ rượu thì chúng tôi làm với đa dạng mẫu mã cũng là chủng loại gỗ, và còn nhất đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Và sản phẩm ngày hôm nay là hàng đặt hàng thửa theo yêu cầu của gia đình nhà anh Triều đến từ Ba Vì, Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Và ở ô trung tâm thì chúng tôi làm có 2 cánh đục cảnh là trúc trích và cúc kê. Đó, trúc trích và cúc kê. Và toàn bộ tích đục sâu là 2,2 phân quý vị nhé, 2,2 phân. Và hiện trạng của sản phẩm thì chúng tôi đang để mộc thô, nó đang để mộc thô hoàn toàn. Và quý vị là quan tâm đến cái sản phẩm tủ rượu hay là tủ bày đồ, tủ góc thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi làm với tất cả là 5 chủng loại gỗ chính, đó là gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ, gỗ gụ, và cao cấp hơn thì có dòng hương đỏ Lào và mun hoa da báo của Lào. Và sản phẩm này thì thiết kế gồm có 4 cánh quý nhá, 4 cánh, và kể cả những cái phần vách quây ở hai bên hồi thì chúng tôi làm cực kỳ là dày. Đó, vách quây này toàn bộ là ván liền dày 2 phân quý nhá, ván liền dày 2 phân, và đục tích là hoa lá tây. Đó, đục tích là hoa lá tây. Và quý vị có thể chiêm ngưỡng được sản phẩm được cơ sở rồi đục chạm thủ công nhẹ bằng te. Đó, đục te rất là kỹ. Và ván cánh toàn bộ là ván liền dày 3 phân. Đó, ván liền dày 3 phân quý vị nhé. Và khung cánh thì chúng tôi làm với độ dày là 3,5 phân và có 2 cánh cong. Đó, 2 cánh cong. Và tất cả phần hậu cũng như là ván đáy bên dưới thì chúng tôi làm toàn bộ bằng chất liệu gỗ hừng đá làm phi. Và chân bệ là đục họa tiết là hoa lá tây. Chân bệ là đục họa tiết là hoa lá tây. Và tất cả những đường nét đục chạm thì được chúng tôi là đục cực kỳ là sâu. Đó, đục rất là sâu quý vị nhé. Và bên trên thì có 2 ngăn kéo đục quả dưa con sóc và lá nho. Và toàn bộ đáy ngăn kéo thì chúng tôi làm là đáy liền. Đó, đáy liền. Và với những cái sản phẩm của rượu thì chúng tôi là những cái mẫu mã hàng sở trường đỉnh cao, và là hàng đục te siêu vip siêu kỹ, chọn gỗ thì loại 1. Đó, ván đáy là ván liền quý vị nhé, ván liền nguyên tấm. Đó, và đi lên bên trên là phần cục kính thì chia làm 3 khoang. Đó, có 2 đợt kính chia làm 3 khoang. Và toàn bộ cái phần khung kính thì chúng tôi làm với độ dày là 3,5 phân. Đó, 3,5 phân. Rất là dày dặn và chất lượng quý vị nhé. Rất là dày dặn và chất lượng. Và bên trong thì quý vị có thể để rất là nhiều vật dụng như là những cái món đồ lưu niệm, chai rượu, cốc ly hay là những vật dụng trang trí. Nó rất là đẹp. Và tất cả phần hậu đằng sau thì chúng tôi cũng làm bằng chất liệu gỗ hương đá. Đó. Và cái phần khung cánh vẫn là độ dày là 3,5 phân. Đó, khung cánh vẫn là độ dày 3,5 phân. Và đặc biệt của sản phẩm này thì chúng tôi làm cái phần vách quây bên trên là liền nguyên tấm quý vị nhé. Liền nguyên một tấm dày là 2,5 phân. Đó, liền nguyên một tấm dày là 2,5 phân và đục họa tiết là hoa lá tây với tổng chiều cao từ đất lên đỉnh trương là cao 2m3. Đó, 2m3 quý vị nhé. Và sản phẩm cực kỳ là cao, hàng dày dặn chất lượng và là hàng đục te siêu kỹ. Đó, hàng đục te siêu kỹ.
Và quý vị đã quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể liên hệ hoặc kết nối qua Zalo với cơ sở của tôi theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 0 và 0868 82 0. Và cơ sở của tôi thì ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và cái sản phẩm tủ rượu hàng thửa và là hàng đặt theo yêu cầu của gia đình nhà anh Triều đến từ Ba Vì, Sơn Tây, thành phố Hà Nội thì hiện cơ sở của tôi đang chào bán công khai với giá là 36 triệu đồng cho cái sản phẩm đẹp, đỉnh cao và vô cùng sang trọng và giá trị bằng chất liệu gỗ hừng đá Nam Phi, nó 36 triệu đồng quý vị nhé. Và quý vị nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc qua trực tiếp với cơ sở để được chúng tôi tư vấn cũng như là giới thiệu chi tiết và đến trực tiếp tại cơ sở để kiểm tra về chất lượng của sản phẩm ngày hôm nay đó. Và sản phẩm này là hàng đặt theo yêu cầu, dài là 2m và cao là 2m3, sâu mặt là 47 phân, đó, hàng siêu VIP đục tay, 4 cánh liền nguyên một tấm dày 3 phân và tất cả khung cánh thì chúng tôi làm dày là 3,5 phân, 2 ngăn kéo, đáy ngăn kéo là đáy liền, đó, đáy ngăn kéo là đáy liền quý vị nhé, 36 triệu đồng. Và chúng tôi thì có sản xuất rất là nhiều các sản phẩm với đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ và còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Và chúng tôi làm những cái sản phẩm điển hình như là bộ hoành phi cơ đối, án gian, sập thờ, sập lầm, đồng hồ, kệ tivi, tủ rượu góc, bộ bàn ghế phòng khách, bộ bàn ghế phòng ăn, giường tủ quý vị nhé. Đó, làm với rất là nhiều mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và khách hàng nào quan tâm đến những cái sản phẩm đồ gỗ nội thất thì có thể liên hệ hoặc kết nối qua Zalo với cơ sở của tôi theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 0 và 0868 82 0. Và ngay sau đây thì chúng tôi cũng xin phép là đóng máy quay tại đây và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.